Thông tin mới nhất từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Đỗ Hoàng Hiệp tức Hiệp Máu, Nguyễn Hải Long tức Long Tròn, Long Mai Chém, Lê Quang Hoàn tức Hoàn Gấu và đồng phạm trong đường dây tàng trữ, mua bán vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phân công các kiểm sát viên phối hợp với cơ quan điều tra tham gia đấu tranh lấy lời khai của các đối tượng trong vụ án và người liên quan, đánh giá chứng cứ phân loại đối tượng để đảm bảo xử lý đúng người đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã thông tin, cuối tháng 9 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá chuyên án, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất phức tạp Hoạt động liên tỉnh, đường dây do Đỗ Hoàng Hiệp, tức hiệp máu, sinh năm 1989, thường trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, hiện đang ở tại số nhà 71 Trịnh Khả, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, cầm đầu. Bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.